Trước tình cảnh khó khăn của nhiều hộ gia đình do không có việc làm trong thời điểm thực hiện giãn cách, nhất là đối với người lao động có thu nhập thấp, nhiều hộ cho thuê nhà trọ ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã chủ động giảm tiền thuê trọ hàng tháng, có hộ còn giảm đến 100%. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phường Hòa Khánh Bắc đã vận động các chủ nhà trọ, nhà cho thuê trên địa bàn phường giảm giá tiền thuê nhà nhằm giảm bớt áp lực về tài chính cho các hộ nghèo và công dân sinh viên đang học tập và làm việc tại địa phương. Trong thời gian vừa qua, mặt trận phường cũng triển khai rộng khắp tới 28 ban tác mặt trận khu dân cư để cùng đi vận động, nắm bắt các cái chủ nhà trọ lên danh sách và tiến hành công tác vận động. Thì trong công tác vận động thì mặt trận phường cũng nắm chắc các cái chủ nhà trọ rồi các cái dãy phòng trọ có bao nhiêu hộ, bao nhiêu người lao động, rồi sau đó là tiến hành vận động. Tính đến ngày 8 tháng 9, phường Hòa Khánh Bắc đã vận động được 1.278 chủ nhà trọ đồng ý giảm giá, trong đó có gần 5.510 phòng giảm với tổng số tiền gần 2.930 triệu đồng. Một số chủ nhà trọ đã đồng ý giảm 50% giá thuê trọ, các hộ đã giảm đến 100% trong tháng 7 và tháng 8. Nó thực ra mà nói thì cho các cháu thuê từ hồi nãy thì là tôi liên tục giảm giá. Ngân hàng thì thúc đẩy khó khăn lắm, nhưng mà bản thân tôi thì cũng phải giảm giá cho hắn. Vừa là tổ trưởng dân phố, vừa là chủ nhà thuê trọ. Nếu bản thân tôi mà không giảm giá thì mấy cháu, hoàn cảnh mấy cháu khó, tôi cũng khó chịu không chịu nổi. Mà nếu như tôi không giảm giá thì người khác làm sao giảm giá. Bên cạnh đó, ngoài hình thức hỗ trợ công dân sinh viên giảm tiền thuê trọ, phường Hòa Khánh Bắc cũng chủ động hỗ trợ thêm lương thực thực phẩm, đảm bảo cho người thuê trọ yên tâm thực hiện tốt việc giãn cách xã hội.